Trong mỗi chúng ta, ai cũng có tuổi thơ gắn liền với những kỷ niệm đẹp về ngày Tết thiếu nhi. Đây là dịp để được vui chơi, nhận những món quà ý nghĩa từ người thân yêu. Còn các bậc cha mẹ cũng nhân dịp này thể hiện tình yêu thương vô bờ bến dành cho các con khi vừa kết thúc một năm học căng thẳng, mệt mỏi nhưng luôn cố gắng để đạt được kết quả học tập tốt nhất. Thế nhưng ở đâu đó, vẫn có những đứa trẻ luôn mơ tới những món quà, không khí vui tươi vì hoàn cảnh mà chưa có được cơ hội đón ngày của mình. Hiểu được tâm tư ấy, Ruby nhân chuyến hành trình tới trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học Chung Chảy số 2 tại tỉnh Điện Biên để tiền trạm cho chiến dịch Người Kết Nối, mang tới cho các em nhỏ nơi đây không khí vui tươi, ấm áp cùng những món quà nhỏ xinh nhưng vô vàn ý nghĩa. Các em nhỏ đã tham gia vào nhiều trò chơi sôi động và thú vị như nhảy bao bố, kéo co, chuyền bóng, mang đến biết bao tiếng cười và niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt mỗi em. Ngoài ra, các em còn nhận được những phần quà đáng yêu như bánh kẹo và ống dinh dưỡng Nesco do BDB Vietpet tài trợ sau mỗi trò chơi. Những phần quà này không chỉ giúp các em có thêm niềm vui mà còn bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe. Bên cạnh đó, Ruby cùng các đối tác còn tổ chức một bữa ăn ấm áp dành cho các em. Những món ăn ngon lành được chuẩn bị và nấu nướng bởi chính các đối tác và nhân sự Ruby. Đây không chỉ là bữa ăn đơn thuần mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia và quan tâm mà Ruby muốn gửi gắm đến các em. Những giây phút quây quần bên nhau, cùng chia sẻ từng món ăn, từng câu chuyện đã tạo nên một ngày thật đặc biệt và ý nghĩa cho tất cả mọi người.